Đây là cách mà mọi người hay cưỡi cá voi đi nè. Còn đây là cách mà tôi đi cá voi nha. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Dâu, vậy là quà đã về thư rồi nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ nhận quà từ nhà phát hành nha. Như thường lệ thì chúng ta sẽ nhận được là 200 kim cương nè, 3.000 vương miện nè, một cái avatar nha mọi người. Đó, đây là avatar của mùa VVIP đợt này nha. Đấy, rất là đẹp gái luôn nha mọi người. Và mở full toàn bộ là VVIP trong mùa này luôn. Rồi mùa này đầu tiên chúng ta sẽ có một con cá voi dài ngân hà nè. Đây là một cái phương tiện nha. Wow, cá bóng sáu dùng để cười nha mọi người. Rồi, một bộ tóc nè. Một cái giày trời sao nha. Rồi, thêm một cái đầm nữa nè. Thì mình đang thắc mắc một cái là tại sao toàn VVIP nữ không là mọi người. Rồi, thêm một cái hào quang trời sao nè. Wow, nhìn cái này mình liên tưởng tới bộ phim Đấu La Đại Lục đó, cái hồn hoàn nha mọi người. Đấy, bạn nào mà có xem phim đó comment cho mình biết luôn nha. Mình rất là thích những cái phim cổ trang hoạt hình như vậy nhé. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ nhận một số đồ nội thất nha. Đây là vách ngăn dài ngân hà. Rồi, tiếp theo là một cái đài phun nước nha. Và đài phun nước nền VVIP luôn à. Rồi, cuối cùng là một chú gấu. Rồi, để mình mở thêm mấy cái hộp sang trọng với hộp cao cấp để xem coi là có được gì không nha mọi người. Rồi, còn tiền sao với là kim cương mình sẽ nhận sau nha. Ok, đầu tiên là hộp sang trọng nè. Ồ, được một cái tóc gì đấy. Tóc bím nâu à. Không biết tóc này có xịn không mọi người. Rồi, được cái khối nha. Tiếp theo cái gì đây. Rồi, lại cũng khối luôn. Rồi, tới hộp thường nha. Hộp ô ly cà phê. Rồi, hộp này được cái gì đấy. Và một đôi dép à. Vậy là xong rồi nha mọi người. Ta-da, đây chính là toàn bộ nội thất của mùa này nha mọi người. Đó, đây là cái cổng nè. Nó cũng cao đó chứ. Rồi, tiếp theo là một cái vắt ngăn nè. Và một cái máy phát nhạc nha. Rồi, cái máy phát nhạc này thì mình có thể phát nhạc được ở trong nhà luôn nè mọi người. Đấy, rồi thêm một cái ghế để nằm nè. Rồi, cái đài phun nước rất là to luôn nha. Thì mới đầu nhận mình cũng nghĩ là nó nhỏ thôi. Nhưng không ngờ nó to vậy luôn nè. Cái này mà để co mấy cái cung điện hay là cái gì đó mọi người. Rất là đẹp luôn nha. Đó, cái phong cách kiểu như vậy á. Và đây là chú gấu của mùa VVIP đợt này nha. Đó, khi tới gần thì các ngôi sao sẽ bay xung quanh như thế này. Cũng không đẹp lắm mọi người ạ. Đó, mình không đánh giá cao cái mùa này nha. Đấy, mùa này thì mình cảm thấy cái đài phun nước với lại cái con cá voi để cười á. Đó là hai thứ đẹp nhất là mình cảm nhận được nha. Và đây là set đồ của mùa VVIP đợt này nha mọi người. Đó, thì cũng không có gì nổi bật hết. Đó, cái vòng phía sau cũng không có phát sáng luôn nha. Rồi, còn đây chính là chú cá voi nè. Tốc độ 4 này, tăng tốc 8 nè. Độ gia tốc là 4.0 và chỉ chạy được một người thôi nhé. Rồi, khi mọi người mà cưỡi lên như thế này á, nó sẽ có hiệu ứng đám mây ở dưới bụng nè. Đó. Và khi chúng ta di chuyển á, ở cái phần đuôi á, nó sẽ tạo ra một cái hình cầu vòng nha. Đó, mọi người thấy đẹp không? Và con cá voi này có một cái hiệu ứng đặc biệt nữa, đó là chúng ta có thể zoom ra rất là xa luôn nè. Đấy, mình có thể nhìn được toàn cảnh luôn nha. Và khi bấm tăng tốc thì nó sẽ zoom ra thêm một xíu nữa nha mọi người. Đấy, có thể bao quát được hết toàn bộ một cái map luôn. Thì hiện tại chúng ta đang có hai loại xe có thể zoom ra vậy nhé. Đó là mèo tay đua. Và bây giờ sẽ có cái VVIP cá voi này. Đó là cái tính năng mà mình thích nha. Bây giờ mình sẽ chạy thử xuống nước để xem coi là có di chuyển được dưới nước không nhé. Thì thường cá là sẽ di chuyển được dưới nước đúng không? Rồi, con cá này thì không di chuyển được dưới nước nha mọi người. Đấy, đây là gọi là cá mắc cạn nha. Thì mình thấy mọi người hay chạy lấy đà nè, xong rồi đâm vô cái cầu gỗ nè, thì con cá nó sẽ bay lên nè. Đấy, 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 nó bay lên được một khúc nè mọi người. Đó, cái này là một cái trò thú vị luôn nha. Và con cá voi này mọi người để ý kỹ cái phần đầu nè. Đó, nó sẽ có cái hiệu ứng ngôi sao xuất hiện nè mọi người. Rồi, bạn nghĩ sao về cái mùa VVIP đợt này? Hãy bình luận cho mình biết luôn nha.